Ngôi Sa Lai giảng đường đã chúng tôi xây dựng thành tựu. Xin được trân trọng giới thiệu ông Tăng Hoàng Danh, đại diện Mạnh Thường Quân. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Danh Sa Rết, đại diện Mạnh Thường Quân. Tiếp tục chương trình, xin trân trọng cung thỉnh đại đức Dương Phước Lợi, chủ trì chùa Ô Chung Aram Prechek phát biểu thay mặt buổi lễ. Xin được trân trọng cung thỉnh. Chùa Ô Chung Aram Prechek xây dựng trong những năm 1798 tọa lạc tại tộc Diệp Thanh, xã Diệp Mới, thị xã Nam tỉnh Sóc Trăng. Ngôi chùa tính đến nay có tuổi thọ 225 năm. Do sự phát tâm và rất nhiều lòng hảo tâm của quý Mạnh Thường Quân và quý Phật tử gần xa đóng góp mới nhà chùa được khang trang như ngày hôm nay. Nhà chùa xin ghi nhận sự đóng góp to lớn của quý Mạnh Thường Quân, quý vị hảo tâm, quý nhà hảo tâm, quý vị Phật tử gần xa đã giúp đỡ nhà chùa trong thời gian vừa qua. Thay mặt ban tổ chức đại lễ khánh thành ngôi Sa La, tôi xin tuyên bố khai mạc đại lễ khánh thành ngôi Sa La. Cuối lời phát biểu khai mạc, tôi xin kính chúc toàn thể quý Phật thượng thượng tọa đại đức và quý vị lãnh đạo ban ngành các cấp, quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm, quý vị Phật tử gần xa nhâm nhiệm trong mừng xuân mới năm Quý Mão. Chúc toàn thể dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm có thêm đứng lên sân khấu. Và cái tập thể Mạnh Thường Quân đại diện ông Tăng Quang Xanh. Xin trân trọng kính mời cá nhân đại diện chùa Kim Sơn Tự khóm 2 phường 1 thị xã Cái Năm. Và xin được trân trọng kính mời thầy Danh Sa Rết ấp Lộc Thành xã Tân Long thị xã Cái Năm. Bốn, xin được trân trọng kính mời cá nhân ông Tăng Quang Xanh ấp Vĩnh Thanh xã Vĩnh Quế thị xã Cái Năm. Ban tổ chức xin trân trọng cung thỉnh đại đức Sơn Phước Lợi chủ trì chùa Ô Chung Aram Prechek nên trao bằng công đức cho các Mạnh Thường Quân, xin được trân trọng cung thỉnh. Do nguồn kinh phí rất nhiều từ lòng hảo tâm của quý Mạnh Thường Quân, do Tăng Hoàng Xanh cầu nối và sự đóng góp to lớn của quý Phật tử gần xa mới nhà chùa được khang trang như ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì Hoàng Xanh rất là vui, thì Hoàng Xanh rất là hạnh phúc khi mà Hoàng Xanh được làm việc cầu nối và đại diện các chú Mạnh Thường Quân để mà có những đóng góp nhỏ nhỏ cho chùa, để cho chùa được xây dựng hoàn thành như ngày hôm nay. Thì không biết nói gì hơn, thì xin gửi lời cảm ơn toàn thể tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân vừa qua đã có lòng hảo tâm đóng góp cho chùa. Cuối lời xin kính chúc năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe. Xin hết ạ. Thank you.
Thank you.
Mày khoai mình gần. Mày khoai mình gần. Thank you.
Yeah, I mean, that's awesome.